xem. Hôm qua chúng ta đã nói phần cuối đức tin bao gồm việc ra đi lên đường. Đức tin đòi hỏi phải từ bỏ. Đức tin mời gọi chúng ta bỏ đi những khôn ngoan tính toán tự nhiên để hoàn toàn sống theo lời Chúa. Đức tin cũng là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, giống như đi trên mặt nước mà không có gì bảo đảm cả ngoài chính Chúa. Và cuối cùng thì đức tin là sự phó thác hoàn toàn con người cuộc sống mình cho Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta thử nghĩ một chút xem đức tin của mình có những yếu tố đó không và có như thế nào. Hôm nay xin được trình bày với anh chị em. Chúa Giêsu Kitô là đối tượng và là nội dung của đức tin Kitô giáo. Trước khi trình bày thì phải đưa ra một nguyên tắc của giáo lý. Người ta nói đến quy luật đức tin, quy luật sống đạo, quy luật cầu nguyện. Cả ba cái quy luật đó, đức tin, sống đạo và cầu nguyện, đều như nhau. Nghĩa là sống đức tin có nghĩa là sống đạo, sống đạo có nghĩa là cầu nguyện, cầu nguyện là sống đức tin, là sống đạo. Cho nên hôm nay thưa anh chị em, tôi trình bày về cốt lõi của Kitô giáo, cũng là cốt lõi của đức tin. Điều thứ nhất, Chúa Giêsu Kitô là đối tượng của đức tin Kitô giáo. Nói chữ đối tượng cho nó có vẻ như vậy, nói đơn giản hơn. Chúng ta tin là tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta không nói một cách mơ hồ tin vào Chúa, tin vào Thiên Chúa, nhưng tin là tin vào Chúa Giêsu Kitô. Một điều rõ rệt nhất mà ai cũng biết, tức là trong kinh Vinh Danh chúng ta hát rằng vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Đó, chúng ta thấy rõ tin là tin vào Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ Kinh Thánh cũng chứng minh rõ ràng điều đó. Trong Tin Mừng Gioan chương 6 kể rằng sau khi Chúa hóa bánh ra nhiều rồi trở về Ca-phác-na-um thì dân chúng đoán trước, cho nên đến trước khi thấy Chúa Giêsu từ dưới thuyền bước lên bờ, họ hỏi: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy?" Chúa bảo họ rằng: "Các ông hãy lo ra công làm việc, không phải vì của ăn mau hư nát, nhưng để có của ăn thường tồn mà con người sẽ ban cho các ông." Họ mới hỏi lại: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những công việc Thiên Chúa muốn?" Thì Chúa Giêsu trả lời: "Điều Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến." Điều Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đấy. Chính Chúa Giêsu nói điều đó. Thế rồi cũng trong Tin Mừng Gioan ở chương 17, trong lời cầu nguyện hiến tế, Chúa Giêsu cầu nguyện rằng sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và thật, và nhận biết Đấng Cha sai đến là Giêsu Kitô.
Nhận biết đây có nghĩa là tin, mà tin một cách mạnh mẽ, tin bằng cả con người của mình. Rồi trong thư thứ nhất của Thánh Gioan cũng nói tới như thế, chương 3 câu 23. Đây là điều răn của Thiên Chúa, anh em phải tin vào danh của Con một Thiên Chúa và phải yêu thương nhau như người truyền dạy. Sau cùng thì thưa anh chị em, chúng ta đều biết trên núi biến hình có tiếng từ đám mây phán ra, đây là Con yêu dấu của ta, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Vâng nghe lời Chúa Giêsu là tin vào Chúa Giêsu, là gắn bó vào Chúa Giêsu, là nên một với Chúa Giêsu. Như vậy, qua những cái bằng chứng kinh thánh chúng ta vừa nghe, cho thấy rằng đức tin của chúng ta là nhắm thẳng tới Chúa Giêsu Kitô và chỉ tin vào Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Tin vào Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta sẽ tin vào Thiên Chúa. Cũng trong chương 6 của Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu nói rằng: không ai đến với tôi được nếu Cha tôi không lôi kéo người ấy. Cho nên tin vào Chúa Giêsu Kitô, đến với Chúa Giêsu Kitô, mà đến với Chúa Giêsu Kitô là một ân huệ Thiên Chúa dùng Thánh Thần để lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu Kitô. Như vậy thưa anh chị em, chúng ta hiểu được, chúng ta được cái phúc tin vào Chúa Giêsu Kitô. Cho nên cái điều thứ nhất chúng ta xác định rất rõ ràng, từ nay chúng ta hiểu được rằng đức tin của tôi nhắm thẳng vào Chúa Giêsu Kitô và chỉ Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Và như vậy thì tôi xin phép được thí dụ một chút. Nếu chúng ta xác tín điều đó thì trong cái lời cầu nguyện của chúng ta đó, tôi không nói những cái lời kinh chung mà chúng ta đã có sẵn, người ta dịch như vậy rồi, nhưng tôi muốn nói riêng tới những cái lời cầu nguyện riêng của mỗi người, hay trong những nhóm mà khi không đọc kinh ta thay nhau cầu nguyện đó, thì xin đề nghị một cách cầu nguyện cho nó rõ ràng. Hoặc là cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha thì chúng ta nói rằng: lạy Cha, lạy Cha nhân từ, lạy Cha giàu lòng thương xót, vân vân. Còn khi cầu nguyện với Chúa Giêsu, chúng ta nên nói rõ: lạy Chúa Giêsu Kitô. Thí dụ có một cái lời nguyện từ cổ xưa trong những thế kỷ đầu mà sách giáo lý Công giáo để lại cho chúng ta, lời cầu nguyện đó rằng: lạy Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa và là Chúa chúng con, xin thương xót chúng con là kẻ có tội. Bản thân tôi vẫn thường xuyên dùng cái lời cầu đó, tuyên xưng rõ ràng danh Chúa Giêsu Kitô trên môi miệng và trong đức tin của mình. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta đã tạm giải thích xong rồi. Bây giờ sang tới cái điều thứ hai.